Thôi mẹ chỉnh lá con dán đi. Dạ, con kêu. Rồi dán vô nè mẹ. Đúng Ok, rồi, đúng không dở quá. mẹ? Thôi đúng rồi, đẹp quá trời luôn. Hay lắm nè. Đẹp ha. Dạ, rất đẹp luôn. Rồi con dán tiếp đi nè. Dạ, để con xịt keo lên. Xịt nè. Đó. Cảm ơn em ạ. Để con dán thương ạ. Ok Dở quá ta, luôn. Dạ. gái mẹ dở quá ta. Cầm lên đẹp quá. Gắn Rồi thêm cái cây vô nè mọi người. con cọt đi, mẹ dịnh Dạ nè, mẹ dạ đem con dạ Con cột nè. Vậy hả mẹ? cọt. Đúng rồi, con cọt sao mà cho con cầm con để được cái cây xuống dưới Dạ đất là ok nè. Đó, ok đó. Rồi Ok sợi dây này thì nó dài đó, con thấy dài thì con cắt đi. yeah Ok. Giờ con sẽ cắt khúc nào bây giờ ta? Khúc này nè. Khúc nó dài lắm đó, con cắt ngắn xuống dưới thôi. Khúc này. Ý Quá trời luôn. xin nào, rồi con cầm thử đi. Dạ. Wow, rất đẹp. Nè mọi người xem đi. Đẹp không? Đẹp không? Wow. Cưng nghe. Dạ.